today is Professor Dr. Peter Albert Singer, Professor of Medicine, Keck School of Medicine, University of Southern California, joining the ceremony from the U.S. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự nghiệp của Phó Giáo sư Tiến sĩ An Nguyễn, Phó Giáo sư Kim Hoa, Đại học Chicago, Hoa Kỳ. We would like to introduce Assistant Professor An Nguyễn, Assistant Professor of Medicine, University of Chicago, Illinois, USA. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón bác sĩ John Scott, học giảng cao cấp khoa giáo dục y khoa, Đại học Y khoa Illinois, Chicago, Hoa Kỳ. We would like to introduce Dr. John Scott, Senior Scholar Department of Medical Education, University of Illinois College of Medicine, Chicago, USA. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Calabrese Abata, diễn giả truyền cảm hứng và nhà thơ, Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. We would like to introduce Ms. Calabrese Abata, International Speaker and Coach, Dr. Elusigan Abata, Specialist at Methodist Hospital, Maryland, Indiana, USA. Chúng ta sẽ được trân trọng giới thiệu và chào đón ông Bill Cable, kỹ sư phần mềm đến từ Hoa Kỳ. We would like to introduce Mr. Bill Cable, Software Engineer. Đến từ Hoa Kỳ. We would like to introduce Ambassador Michael Yunihala, the United States Ambassador to Vietnam from 2007 to 2011, the former Vice Provost of Tân Tạo University. Về phía trường Đại học Tân Tạo, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Hoàng Yến, AKA giáo sư tiến sĩ Maria Dancer, chủ tịch sáng lập, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo, đã tham dự buổi lễ ngày hôm nay đến từ Hoa Kỳ. From Tân Tạo University, we would like to introduce Professor Dr. Park Nguyen, the member of the University Committee, Vice Provost, Yale School of Medicine, Tân Tạo, giám đốc chuyên môn bệnh viện Đại học Y Tân Tạo. Trân trọng giới thiệu sự nghiệp của ông Nguyễn Hoài Sơn, tổng giám đốc công ty cổ phần Delta miền Nam. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý thầy cô là lãnh đạo khoa, trưởng bộ môn, quý thầy cô là giảng viên, cán bộ nhân viên của trường Đại học Tân Tạo trong buổi lễ ngày hôm nay. And we would like to introduce the president of teachers. Today, Tân Tạo University organized the graduation ceremony 2024 for new graduates and new medical doctors. Và mở đầu buổi lễ trang trọng và ý nghĩa ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Hoàng Yến, AKA giáo sư tiến sĩ Maya Danceles, chủ tịch sáng lập, chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng trường Đại học Tân Tạo, người sáng lập và đặt nền móng cho sự phát triển của trường Đại học Tân Tạo, sẽ phát biểu khai mạc buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thật là một vinh dự lớn lao được có mặt ở đây với các bạn hôm nay và được chia sẻ một dấu ấn quan trọng trong cuộc sống của bạn. Tôi thành thật cảm ơn ban giám hiệu và bác sĩ hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Tân Tạo đã mời tôi đến đây ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất gắn bó với đất nước xinh đẹp này và tôi thật sự biết ơn khi có cơ hội này. I'd like to start by telling you a little bit about who I am. I was born and raised in Houston, Texas. Shock requiring mechanical support, various cardiomyopathies, left ventricular assist devices. Today we recognize your hard work and sacrifice. Xin chào. Bao nhiêu hy sinh của người yêu,
Phúc Vân Châu nhiều lần. Và nữa, không phải chỉ có gia đình, có sở giáo dục trong đó, lãnh đạo của tỉnh, làm thế nào để cho có một cái nền kinh tế vững chắc, cha mẹ có công ăn việc làm, sở giáo dục và các lãnh đạo tỉnh lo ngại. Ngoài ra, những hoạt động. Công và
khấu để đại diện cho các bạn tân cử nhân và tân bác sĩ phát biểu cảm nghĩ của mình trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, cũng như là thể hiện sự quyết tâm trên chặng đường phía trước của các bạn. Would like to invite Ms. Quỳnh Ngọc Phương Thanh. Dạ, kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý phụ huynh và các bạn thân mến. Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Vì ở đây có những vị giáo sư bác sĩ đến từ Hoa Kỳ nên em xin phép đọc bài phát biểu của mình bằng tiếng Anh và sẽ có nội dung viết trên tiếng Việt trên màn hình. Em xin cảm ơn và xin phép bắt đầu. Dear esteemed guests, honorable teachers, parents, staff members, and beloved fellow. Thưa các lãnh đạo nhà trường, quý vị khách quý, quý thầy cô giáo, phụ huynh và các bạn học sinh sinh viên thân mến. Hôm nay tôi rất vinh hạnh khi được đứng tại đây cùng đánh dấu một chặng đường quan trọng và đáng tự hào của 62 tân cử nhân và tân bác sĩ của trường đại học Tân Tạo đã hoàn thành xuất sắc chương trình học và có mặt trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp trang trọng ngày hôm nay. Trong số 62 bạn sinh viên tốt nghiệp, có 14 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc chiếm 22.6%, 24 sinh viên tốt nghiệp giỏi chiếm 38.7% và 24 sinh viên tốt nghiệp loại khá chiếm 38.7%. Sau đây, tôi xin trân trọng đọc danh sách công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học ngành chính quy năm 2022 và 2023 cho sinh viên ngành y khoa, sinh viên ngành công nghệ thông tin, sinh viên ngành ngôn ngữ và sinh viên khoa kinh tế và quản trị kinh doanh theo các quyết định số 205, 254, 266 năm 2023 và các quyết định số 13, 45, 52, 71, 130, 162 năm 2024. Xếp loại xuất sắc tân cử nhân Dương Trọng Tâm, xếp loại xuất sắc tân cử nhân Phạm Trần Thị Thu Ngân, xếp loại xuất sắc tân cử nhân Vũ Thị Phương Nguyên, xếp loại giỏi tân cử nhân Lê Vũ Ngang, xếp loại giỏi tân cử nhân Huỳnh Anh Thư, xếp loại giỏi tân cử nhân Mai Hoàng Anh, xếp loại giỏi tân cử nhân Trần Bảo Ngân, xếp loại giỏi tân cử nhân Phan Phùng Duy Quang, xếp loại giỏi tân cử nhân Phạm Phương Thảo, xếp loại giỏi. Xin chúc mừng tân cử nhân Lê Bá Thọ, xếp loại xuất sắc. Chúc mừng tân cử nhân Châu Hoài Vũ, xếp loại giỏi. Tân cử nhân Phạm Trần Diễm Quyên, xếp loại khá. Tân cử nhân Nguyễn Ngọc Thiện, xếp loại giỏi. Tân cử nhân Quách Thành Đề, xếp loại xuất sắc. Xin chúc mừng tân bác sĩ Trần Quý Thanh, xếp loại khá. Tân bác sĩ Nguyễn Tú Trinh, xếp loại khá. Tân bác sĩ Nguyễn Trọng Hoàng, xếp loại khá. Tân bác sĩ Lê Nguyễn Minh Quân, xếp loại khá. Tân bác sĩ Lâm Ngọc Phương Nguyên, xếp loại khá. Tân bác sĩ Lâm Ngọc Thảo Anh, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Lâm Vũ Nhu, xếp loại xuất sắc. Tân bác sĩ Phan Trọng Nguyễn, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Đỗ Nguyễn Nhật Quang, xếp loại xuất sắc. Tân bác sĩ Huỳnh Ngọc Phương Thanh, xếp loại xuất sắc. Tân bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Lê Thị Bích Ngân, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Huỳnh Hoàng An, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Lê Xuân Minh Phúc, xếp loại khá. Tân bác sĩ Lê Minh Đức, xếp loại khá. Tân bác sĩ Phạm Anh Tôn, xếp loại xuất sắc. Xin chúc mừng tân bác sĩ Lương Nguyễn Phụng Trinh, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Lê Ngọc Quỳnh Nhi, xếp loại khá. Tân bác sĩ Lê Thị Hồng Nhung, xếp loại khá. Tân bác sĩ Đặng Trần Thanh Thúy, xếp loại giỏi. Xin chúc mừng tân bác sĩ Lý Thể Lan, xếp loại xuất sắc. Tân bác sĩ Hoàng Trần Đức Hồng, xếp loại khá. Tân bác sĩ Nguyễn Đoàn Bảo Nguyên, xếp loại khá. Tân bác sĩ Nguyễn Ngọc Kiều Thân, xếp loại khá. Tân bác sĩ Huỳnh Ngô Minh Trí, xếp loại khá. Tân bác sĩ Trương Phước Thanh Nguyên, xếp loại khá. Xin chúc mừng tân bác sĩ Lương Cẩm Tú, xếp loại khá. Tân bác sĩ Đinh Vũ Nhật Xuân, xếp loại khá. Xin chúc mừng Lê Thị Mỹ Phụng, tân bác sĩ xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, xếp loại khá. Tân bác sĩ
Thu Che Quay, xếp loại khá. Xin chúc mừng tân bác sĩ Lê Hồng Lập, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Trần Nhật Tú, xếp loại khá. Tân bác sĩ Võ Thủy Huệ Giang, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Nguyễn Phú Yên, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Hoàng Trúc Quỳnh Mai, xếp loại xuất sắc. Xin chúc mừng tân bác sĩ Nguyễn Phương Minh Châu, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Trần Thanh Tùng, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Trần Ngọc Thảo Hiền, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Trần Huy Bảo Khánh, xếp loại khá. Xin chúc mừng tân bác sĩ Vũ Minh Cường, xếp loại khá. Tân bác sĩ Nguyễn Tường Vân, xếp loại giỏi. Tân bác sĩ Âu Tường Vi, xếp loại khá. Tân bác sĩ Nguyễn Tuyến Thanh Phong, xếp loại khá. Tân bác sĩ Cao Văn Tình, xếp loại xuất sắc. Xin chúc mừng tân nữ nhân Trần Nguyễn Thùy Tiên, xếp loại xuất sắc. Tân nữ nhân Quỳnh Văn Tiến, xếp loại giỏi. Một lần nữa xin chúc mừng 62 tân nữ nhân và tân bác sĩ của trường đại học Văn Đạo cho năm học 2022-2023. Xin tất cả mọi người hãy dành một tràng pháo tay trong chiến dịch. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh, các sinh viên đã tin tưởng và lựa chọn trường đại học Văn Đạo. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Hoàng Trúc Quỳnh Mai.